Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 55, mệnh cách. Nụ cười sán lạn tươi đẹp của tiểu cô nương làm rung động ánh mắt của Đường Tùng Niên, khiến hắn không khỏi cười theo, cong ngón tay và búng nhẹ lên trán của con bé, cười chê. Nha đầu mặt dày. Hứa Quân Dao, không, đường quân dao không mảy may bực bội mà còn cười khúc khích tiếp tục sắp lại gần hắn, tỏ ra thần bí nói. Phụ thân, con nghe thấy hết rồi. Nghe thấy cái gì? Đường tùng niên liếc cái lúm đồng tiên trên má nàng, giả bộ lượm sách lên và lật xem một cách chăm chú, đồng thời hỏi bâng quơ. Con nghe thấy người giả vờ đau để làm lúng với nương, với lại trước khi người đi tìm nương bôi thuốc còn cố ý đè vào vết thương, đè đến nỗi nó đỏ ao như máu có phải người muốn nương nhìn rồi đau lòng không? Con nói người nghe này, cái này gọi là tự làm tự chịu, ai bảo người cứ muốn vẽ vời thêm chuyện, từ lúc bắt đầu đừng có dấu nương có phải tốt không? Khi ấy nương chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn. Đường quân giao cười diễu cợt. Bị nữ nhi vạch trần tâm kế, cái mặt già của đường tùng niên lúc đỏ lúc đen, lúc đen lúc trắng, nhưng mà hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt cũng rất nhanh nhìn không ra điều gì khác thường đoạn hắn nghiêm mặt giáo huấn nói năng lung tung lúc nào con thấy ta ấn vào vết thương chỉ giỏi xuyên tạc ta nói con nghe nè đường quân giao mấy lời này nói trước mặt cha thì cũng thôi nhưng không thể nói bậy bạ trước mặt nương con đâu đấy nghe rõ chứ không nói với nương cũng được nhưng người phải đút lót con con nhận được lợi ích rồi trong lòng vui quá khéo cũng quên sạch sành xanh chuyện này đường quân giao chẳng sợ hắn chút nào cười tít mắt nói. Đường tùng niên bị con bé làm cho nghẹt thở, cười mắng. Con học ở đâu cái thói xấu này hả? Còn muốn nhận hối lộ nữa chứ? Thế người có hối lộ con không thì bảo. Đường quân giao thong dong hỏi lại. Hối lộ hối lộ chứ, hối lộ cho nữ nhi yêu dấu của ta. Đường tùng niên tức giận trừng mắt nhìn con bé, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một thỏi kê huyết ngọc rồi đưa cho con bé nói với giọng ghét bỏ cầm 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 đi đường quân giao nhận lấy đá ngọc bằng hai tay thấy chất ngọc không tạp chất màu sắc đỏ tươi như máu nàng biết đây chắc chắn là miếng ngọc mãn đường hồng hiếm có thì không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng cái này tốt đúng lúc nàng có thể lấy nó để khắc một con dấu làm tín vật của mình thấy nữ nhi vui vẻ đường tùng niên khẽ cười vốn định đưa nó cho tiểu nha đầu nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại đưa cho con bé bằng cách bị ép để hối lộ. Phụ thân, người cứ yên tâm. Sau này nếu người lại giả vờ đáng thương để nương đau lòng lòng thì con nhất định sẽ coi như không biết gì cả, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Với cả, đêm nay con sẽ bảo nương đích thân đón người về phòng. Đường quân giao hớn hở cất thật kỹ kê huyết thạch, đoạn quay ra bảo đảm với hắn một cách khá thành thật. Ừ hừ mặt đường tùng niên tỏ ra hờ hững nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên đã bán đứng biểu cảm của hắn lão già này sĩ diện muốn chết đường quân giao buồn cười nhưng cũng không vạch trần hắn lúc nàng đang định rời đi thì thấy mặc nhiên đang dẫn hạ thiệu đình tiến vào lão già hạ tướng quân đến rồi đình ca hai mắt nàng sáng lên gọi thật to hạ thiệu đình cũng không nghĩ rằng sẽ gặp nàng ở đây nghe thấy giọng nói trong trẻo khóe môi hắn khẽ cong lên quân giao quân giao đường quân giao nhất thời không quen với việc hắn đổi cách xưng hô mặc dù gọi như này cũng rất thân thiết nhưng so với cái tên bảo nha trước đây thì gọi như thế này vẫn khiến người ta cảm thấy dường như hắn đang xa cách mình cái cảm giác này chẳng thoải mái chút nào nàng bĩnh tĩnh lại vội hỏi chuyện lần trước đã tra ra kết quả rồi phải không Hạ Thiệu Đình không ngờ nàng vừa đoán đã trúng, hắn nghi ngờ nhìn đường Tùng Niên tựa như muốn trưng cầu ý của hắn. Hạ Tướng Quân có chuyện cứ nói đừng ngại, con bé thường xuyên ra vào cung, biết những chuyện này cũng có thể tự mình đề cao cảnh giác, chỉ có lợi chứ không có hại. Đường Tùng Niên gật đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nuôi dạy nữ nhi trở thành người ngây thơ hồn nhiên không biết thối nát của thế gian. Đặc biệt nữ nhi càng ở gần nơi tập trung quyền lực thì càng phải biết cách tự bảo vệ mình. Hạ Thiệu Đình gật đầu, thật ra hắn cũng nghĩ như vậy. Cung nữ Đồ Y của Đông cung, nguyên danh Ngũ Anh nương, vốn là một cung nữ bên cạnh trưởng công chúa Khánh Bình của tiền triều, năm đó trưởng công chúa Khánh Bình chết trong loạn quân, nàng ta bèn quay về quê hương, sống lại dưới danh nghĩa của người em họ đã chết trong loạn lạc sau đó nàng ta trở thành nô tỳ ở nhiều nơi để rửa sạch quá khứ từng là cung nữ của tiền triều, nhân cơ hội này để ẩn núp. Đường quân giao nhớn mày. Quả nhiên, đến cả cái tên, đồ y, này cũng là giả. Vậy thì, Phương Nghi, đoán chừng cũng là tên giả. Mấy năm trước, triều đình chọn cung nữ từ dân gian, nàng ta đã nhân cơ hội này để vào cung. Hạ Thiệu Đình nói qua về những chuyện mà đội y đã làm trong những năm qua ở trong cung, sau cùng mới nói. Nàng ta luồn vào Đông Cung, mục đích là để làm rối loạn Đông Cung, nhân cơ hội xếp người của mình vào, muốn lấy sắc đẹp để nắm thái tử trong tay, hòng đạt được mục đích gây rối triều cương. Đường Tùng Niên liên tục gõ nhẹ lên thư án, vẻ mặt đăm chiêu. Những điều này là nàng ta thú nhận, hay các huynh điều tra ra? Đường quân giao hỏi. Có một ít là nàng ta khai, phần nhiều là bọn huynh điều tra ra nàng ta cứng đầu cứng cổ bất kể bị dùng hình hay như thế nào đều không mở miệng cuối cùng nàng ta bị ép đến mức cố gắng tự tử để thoát khỏi sự tra tấn hạ thiệu đình trầm giọng nói đông cung có ai khác dính dáng đến không đường quân giao lại hỏi đây chính là mục đích hôm nay huynh đến đây vào đêm hôm qua cung nữ xuân đào ủa đông cung thích sát thái tử không thành ngược lại ám sát thái tử phi đang có mặt tại hiện trường cung nữ phương nghi đứng ra bảo vệ Thái tử Phi không thiệt hại gì, Phương Nghi vì thế mà bị thương nàng dẫn tới hôn mê. Mà Phương Nghi này cũng vốn là đối tượng hoài nghi của chúng ta, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ xác thực để có thể chứng minh nàng ta có quan hệ với Dư Nhiệt Tiền Triều. Hạ Thiệu Đình nhíu mày trả lời. Đứng ra bảo vệ rồi bị thương. Sao cái màn này quen quen thế nhỉ? Đường quân giao bất giác cau mày. Còn có thêm cả Xuân Đào nữa nàng không có ấn tượng gì với nàng ta hóa ra nàng ta cũng là đồng bọn của đồ y sao bệ hạ sắp xếp công việc cho cháu rồi à đường tùng niên chợt hỏi vâng à vài hôm nữa tây địch vương sẽ khởi hành quay về tây địch bệ hạ ra lệnh cho cháu hồ tống hắn xuất quan hạ thiệu đình do dự cuối cùng vẫn không nói rõ một nhiệm vụ khác cho hắn đường tùng niên đương nhiên biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy nhưng thấy hắn không nhiều lời nên cũng không hỏi nhiều huynh lại phải đi ư lần này lại đi bao lâu vậy đường quân giao vừa nghe đã không nỡ sau khi tương phùng mới gặp nhau được mấy lần bỏ thế mà bây giờ lại phải rời đi sao hạ thiệu đình nhìn nàng cười áy náy hoàng mệnh đã ban không phải điều huynh có thể khống chế được đương nhiên đường quân giao cũng hiểu điều này chỉ là nàng khó tránh khỏi cảm giác biên dịn Cha, có phải đình ca đến không À? Tiếng bước chân cùng với tiếng kêu đầy phấn khích của hắn từ bên ngoài truyền vào. Đường tùng niên bất lực dây thái dương, cứ thế nhìn nhi tử kéo hạ thiệu đình ra ngoài tụ tập bạn cũ. Đoạn hắn quay sang nhìn nữ nhi đang nhíu hai hàng lông mày như đang suy nghĩ điều gì đấy. Bảo nha, con đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ, liệu có phải Phương Nhi đang dùng khổ nhục kế hay không? Suy cho cùng, chúng ta vừa mới nghi ngờ nàng ta, mà ngoát một cái nàng ta đã bị thương năng vì cứu thái tử phi nhìn thế nào cũng thấy trùng hợp quá mức đường quân lo lắng nói đường tùng niên mỉm cười tiểu nha đầu con có thể nghĩ đến mức độ này chẳng lẽ bệ hạ và các quan viên phụng chỉ điều tra chuyện này lại nghĩ không ra sao đường quân giao bị hắn chẹn họng lại nghe hắn tiếp tục nói giả dụ phương nghi thật sự là dư nhiệt tiền triều nàng ta dùng đến cả khổ nhục kế cũng phải ở lại đông cung đủ thấy nhất định nàng ta có một số lý do buộc phải làm như vậy dù biết rõ việc ở lại sẽ phải khoanh tay bó gối nhưng nàng ta vẫn chọn ở lại mặc kệ nàng ta có trong sạch hay không trước khi chưa thu được chứng cứ xác thực thì nàng ta chính là bề thôi có công trên dưới đông cung không ai có thể thất lễ với nàng ta đường quân giao vừa nghĩ cũng thấy đúng là như vậy được rồi tiểu nha đầu đừng lo lắng nhiều lúc vào cung chỉ cần con đừng tùy tiện cách xa ngũ công chúa, đừng tùy tiện đi lại khắp nơi là nữa được. Đường tùng niên phất ống tay áo, giận dò. Đường quân giao đáp lại, rồi mới đứng lên rời đi. Mặc kệ thế nào, trải qua sự việc lần này thì thế lực phương nghi và đổ y ở trong cung ắt sẽ giảm đi. Nhân thủ e rằng cũng sẽ tổn hao đi bảy tám phần, đối với mưu đồ nhiều năm của các nàng mà nói, lần này có thể gọi là đà kích trầm trọng nhất là đồ y hiện nay đã rơi vào tay của triều đình, cho dù không chết sợ rằng cũng đã mất một lớp da. Bỗng nàng nghĩ đến việc hạ thiệu đình phải hộ tống Tây Địch Vương xuất quan trong vài ngày tới, nàng chuyển bước, định đi tìm hắn. Quân giao Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt mỉm cười của hạ thiệu đình. Sao huynh lại ở đây? Ca ca đâu? nàng hỏi châu ca đi lấy chút đồ rồi ta ở đây đợi đệ ấy hạ thiệu đình trả lời đường quân giao cùng hắn nói vài câu chuyện cũ nàng lượng lự hoi đình ca ta mượn huynh mấy người có thân thủ không tệ được không bên cạnh nàng bây giờ trừ con quỷ mốc nghếch môn vũ cũng chỉ có một nha đầu lam thuần chất phác bọn họ đều không phải những người mạnh mẽ mà sau khi trải qua chuyện lần này cuộc đối đầu giữa nàng và Phương Nghi đã từ trong tối ra sáng, vì thế bên cạnh nàng dù sao vẫn phải thêm vài người mạnh mẽ mới được. Nhưng tính toi tính lui, người đầu tiên nàng có thể nghĩ đến để xin giúp đỡ là chính là Trấn Viễn Tướng Quân Hạ Thiệu Đình. Hạ Thiệu Đình tưởng rằng nàng vẫn sợ chuyện con ngựa hoàng sợ lần trước, vì thế an ủi. Muội không cần phải sợ, Trường Phong và Trường Thuận hộ tống muội ra vào cung đều là người có thể tin tưởng được, nếu muội có chuyện gì cứ việc phân phó cho bọn họ làm là được. Đường Quân giao bất ngờ. Bọn họ đều là do huynh phái đến bảo vệ muội sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng cảm thấy vui sướng vô cùng, con mắt sáng lấp lánh, nhìn hắn đầy mong đợi. Hạ Thiệu Đình hơi mất tự nhiên, vừa ho một tiếng rồi gật đầu. Đúng vậy. Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy cô nương trước mắt cười đến mức mặt mày mày cong cong làm hắn cũng bất giác cong khóe môi. Ngừng một chút, hắn bổ sung thêm một câu. Bọn họ đã nhận muội làm chủ rồi, sau này có chuyện gì muội cứ việc giao phó cho bọn họ là được, không có sự cho phép của muội, bọn họ không dám tự tiện làm gì đâu. Đường quân giao mỉm cười với hắn rồi gật đầu. Thật ra nếu nàng đã dám mượn người của hắn, thì cũng không sợ hắn sẽ biết mình muốn làm gì đặt xuống được những vấn đề thân phận đã đeo bám mình ở hai đời lại có được hai trợ thủ đáng tin cả người đường quân giao nhẹ nhõm hơn rất nhiều một ngày này nàng không cần vào cung bèn ở lì trong phủ không đi đâu cả hiếm khi thanh thản lật xem cuốn tiểu thuyết ngũ công chúa nhét cho nàng vừa xem vừa ngáp sau cùng cảm thấy thực là vô vị nàng bèn tiện tay vứt nó sang một bên sau đó đi đến phòng của nguyễn thị Hứa quân dao đang đi trên con đường nhỏ lát đá xanh trong vườn, cách hòn non bổ, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiền thị đang dạy dỗ nữ nhi Trần Ngưng Trinh. Ta bảo này, con bị làm sao vậy hả? hà tướng quân có gì không tốt? Tuổi trẻ mơn mờn đã làm đến trước tướng quân, còn có biết bên ngoài có bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn không? May mà nhà tam biểu ca quen biết hắn, nên con mới có cơ hội quen được hắn. Con còn không mau nắm chặt, cứ ở đấy mà ưỡn nẹo cái gì? ta nói cho con biết, đại biểu thẩm của con đã nhắm trúng hắn làm con rể rồi đấy. Còn có anh Di Nương, chỉ sợ trong lòng đã có ý này rồi, con phải biết nữ nhi đường quân nhu của nàng ta năm nay đã tròn 15 tuổi, con bé có thể xuất giá rồi. Nương, người nói vớ vẩn gì vậy? Người cũng biết hạ tướng quân tuổi còn trẻ, còn còn lớn tuổi hơn hắn đấy. Trần Ngưng Trinh bực mình nói. Cái này thì có gì quan trọng, kém một hai tuổi chứ mấy lại bởi vì hạ tướng quân tuổi trẻ mới phải cưới một vị phụ nhân lớn tuổi chứng trạc, như thế mới quán xuyến tốt việc nhà cho hắn. Tiền thị phản đối. Con không nói với người nữa. Trong lòng Trần Ngưng Trinh đang phiền chán, nào có tâm tư nói nhiều với bà ta. Nàng ta quay người rời đi, Tiền thị ở phía sau tức đến nỗi mắng xối xả, bảo nàng không biết điều. Đường Quân giao khẽ hừ một tiếng bây giờ nàng mới biết hóa ra thiếu niên tướng quân đã thu hút sự chú ý của nhiều cô nương trong nhà người ta. Bọn họ ai cũng nhìn huynh chằm chằm như hổ đói. Đến cả lý thị của đại phòng và anh di nương cũng không ngoại lệ, thậm chí cả mụ già như tiền thị cũng nổi lên tâm tư này. Trong lòng nàng khá khó chịu, nàng chỉ cảm thấy ai cũng không xứng với thiếu niên tướng quân. Vậy người nào mối xứng với hắn? Ngôn vũ chợt hiện ra, tò mò hỏi người như thế nào mới xứng với huynh ấy ư? Đường quân giao bị nàng hỏi đến ngây ngần cả người, nghĩ một lại, nàng vẫn cảm thấy cả kinh thành này chọn không nổi một người xứng với huynh ấy. Nàng lẩm bẩm nói. Mà thôi, dù sao bây giờ huynh ấy vẫn phải kiến công lập nghiệp, cũng không nhất định phải vội vã kết hôn. Cùng lắm thì ta giúp huynh ấy lưu ý, nếu có cô nương thích hợp sẽ tìm cách giới thiệu cho huynh ấy, dù sao cũng không đến mức làm lỡ chuyện hôn nhân đại sự của huynh ấy. Ngôn vũ miêng mấp máy, giống như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tam muội muội. Bỗng nghe thấy giọng nói của đường quân du, đường quân giao dương mắt mà đi, quả nhiên thấy đường quân du đang đi về phía mình, sau đó khuôn mặt nở ra một nụ cười nịch nọt hiếm hoi. Mặt trời thật sự đã mọc đằng tây rồi. Nàng thầm nói. Tam muội muội, đầu tháng 3 là sinh nhật 14 tuổi của tỷ, Hạ tướng quân quen biết nhà chúng ta, đây là thiệp mời, làm phiền muội giúp ta truyền cho huynh ấy được không? Nụ cười của Đường Quân Du mang theo một chút ngượng ngập, đưa cho nàng thiệp mời trong tay. Quả nhiên có ý với đình Ca. Đường Quân Giao tùy mặt gửi lời, làm sao lại nhìn không ra vẻ mặt thiếu nữ mơ mộng tình yêu của nàng ta? Trong lòng nàng lập tức cảm thấy khó chịu. Sợ là không được rồi mấy ngày nữa huynh ấy phải phụng chỉ hộ tống Tây địch vương rời kinh. Nhị tỷ tỷ đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, sao, có lẽ không biết chuyện này. Đường quân giao trả lời. Sao, nội môn bất xuất, nhị môn bất mại, y nói luẩn quần trong nhà không màng thế sự như các vị tiểu thư xưa. Đại môn bằng cửa lớn. Ý là chuyện thiên hạ. Nhị môn bằng cửa nhỏ. Là những chuyện trong nhà trong phủ. Đường quân du bị lời nói của nàng làm cho sững người, rồi lại nghi ngờ nàng đang lừa mình, vì không muốn thấy mình sống tốt, dù sao làm gì có chuyện trùng hợp như thế được. Vì thế nàng ta mím đôi môi, giọng nói không vui. Ta muội muội có phải huynh ấy đâu, tại sao nói không được? Không phải vừa rồi muội nói rồi sao? Huynh ấy phụng chỉ phải bảo bê Tây Địch Vương xuất quan trở về Tây Địch. Mấy ngày này chỉ sợ bận biểu truyền chuẩn bị rời kinh, nào có thời gian tham gia tiệc sinh nhật của tỷ chứ? Đoạn, nàng cau mày nói. Nếu nhị tỷ tỷ muốn làm phu nhân tướng quân, chỉ cũng phải thay đổi cái tính bắt mọi người phải chiều theo ý mình đi đã. Đừng có cái kiểu tỷ muốn cái gì thì người khác nhất định phải chiều tỷ vô điều kiện, chỉ dự vào điểm này tỷ đã không đạt tiêu chuẩn rồi. Không sai, loại người như đường quân du hoàn toàn không xứng với đỉnh ca, bị loại luôn đường quân du bị nàng nói toạc tâm tư, vừa nghĩa vừa tức. Muội nói cái gì vậy? Tỷ mời huynh ấy đến chẳng qua là xuất phát từ lễ tiết, muội nghĩ đến chốn nào vậy? Nói xong lại trừng mắt dự tợn với nàng, sau đó tức tối quay người rời đi. Đường quân giao xoa cầm, đôi mi thanh tú cau chặt lại. Quả nhiên không xứng. Nàng cũng không còn tâm trạng tới chỗ Nguyễn Thị nữa, đi thẳng về phòng luôn. Nào ngờ chưa được bao lâu, đường quân nhu đã cầm theo đồ nàng ta đang dở tìm tới cửa. Tam muội muội hiểu biết sâu rộng, ta muốn nhờ muội giúp ta nhìn xem chiếc khăn phải thêu thêm cái gì thì đẹp hơn. Đường quân giao sao lại không biết nàng ta có dụng ý khác, nhưng cũng không vạch trần nàng ta. Thêu thêm mai rất tốt. Đường quân nhu cười. Quả thật như vậy, vẫn là chủ ý của Tam muội muội tốt hơn, nếu thêu mai thì chiếc khăn sẽ càng hoàn mỹ hơn đường quân giao miệng cười trúng chím, chỉ gật đầu nhìn nàng ta nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng bắt đầu đẩy đưa hỏi thăm chuyện của Hạ Thiệu Đình. Hạ tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bệ hạ lại đích thân ban cho phủ đệ, chắc hẳn trong phủ sẽ có vài vị chắc phu nhân giúp huynh ấy quán xuyến việc nhà chứ nhỉ. Đường quân nhu lơ đãng hỏi. Ha ha, cuối cùng cũng lộ cái đuôi cáo ra rồi nhé. Ngôn vũ bỗng nhiên vỗ tay cười. Đường quân giao lườm ngôn vũ một cái rồi nói với đường quân nhu. Theo như muội biết, chắc phu nhân thì không có, nhưng mà với sự coi trong của bệ hạ đối với huynh ấy, không chừng lúc nào đó sẽ ban hôn cho huynh ấy cũng nên. Đường quân nhu vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chớp mắt đã bị đả kích bởi tin tức này, khuôn mặt tươi cười của nàng ta cũng cứng lại luôn. Ngay sau đó, đường quân giao thấy nàng ta hỏi mình với vẻ bất an, vẻ mặt tựa như muốn từ bỏ nhưng lại có chút không cam lòng làm sao nàng không nhìn ra được nàng ta đang coi hạ thiệu đình như một miếng gân gà ăn thì vô vị vứt đi thì tiếc bỗng trong nàng cảm thấy không vui trong lòng nếu đại tỷ tỷ không có việc gì khác thì mời về cho muội cảm thấy hơi mệt muốn đi nghỉ một lát nàng nhàn nhạt, nhạt nói sau khi nghe xong đường quân nhu cũng không dám tiếp tục quấy giày vì thế đứng dậy cáo từ Ờ! hình như nàng ta nhạt lòng đi rồi ngôn vũ ngạc nhiên nói đường quân giao cười lạnh tuy đình ca tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng lẻ loi một mình không họ hàng thân thích đây là biểu hiện của mệnh cứng sao vốn không phải lựa chọn tốt để kết hôn nhưng huynh ấy tuổi trẻ đã thành danh lại được bệ hạ đánh giá cao tiền đồ có thể nói là không thể lường được đó là một sự trợ giúp đắc lực quả thực đáng tiếc nếu dễ dàng bỏ qua sao mệnh cứng hay mệnh ngảnh cũng là chỉ mệnh nặng mệnh trọng thường khắc phu thê khắc người thân cho nên quý tộc nhà giàu trong kinh có ý định liên hôn với huynh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý gả cô nương xuất sắc nhất trong phủ nhưng lại không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội lôi kéo huynh ấy suy cho cùng các nhi tử dưới gối bệ hạ đang lần lượt trưởng thành các vị trí vương phi vẫn có thể cố gắng tranh giành một phen chẳng phải tốt hơn một tướng quân còn con này sao Tâm tư của Đường Quân Nhu làm sao nàng không biết cho được. Nàng ta không ngại làm thiếp, nhưng không bằng lòng làm thiếp của một kẻ hiệp khách độc hành, nhưng hiệp khách độc hành này tiền đồ vô cùng tốt, làm nàng ta không cam lòng từ bỏ. Nàng thầm tức giận, nàng coi sự tồn tại của chàng thiếu niên như ánh trăng sáng trong tim, huynh ấy xứng đáng có được nữ tử tốt nhất trên đời, việc gì để mình chịu thiệt thòi chứ? Nhưng cô nương tốt nhất trên đời không phải ngươi sao giao giao. Ngôn vũ chớp mắt, khó hiểu hỏi. Đường quân giao sưỡng ra, vẻ ngượng nhịu hiếm hoi. Đúng, đúng là như thế không sai, nhưng mà, nhưng mà. Nhưng mà cái gì nàng không nói ra khỏi miệng, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy bản thân mình có lẽ cũng không xứng với huynh ấy. Dù bên ngoài nàng có giả bộ đơn thuần, trong sáng như thế nào, nhưng nội tâm đã không thuần khiết từ lâu làm sao nàng có thể xứng với một người tồn tại như trăng sáng trên núi. Ba ngày sau, Tây Địch Vương khởi hành quay về Tây Địch, Trấn viễn tướng quân Hạ Thiệu Đình Phụng chỉ mang theo thân vệ binh hộ tông hắn ta xuất quan, không ai biết được là thân vệ binh của Hạ Thị đã biến mất ở quan ngoại, nhưng một tháng sau đánh úp bất ngờ Tam Quốc Tây Nam, đánh nhanh khiến cho đối phương trở tay không kịp, đồng thời bắt sống hàng chục tên dương nhiệt tiền triều đã lèn vào trong đó. Từ đó, Tây Nam hoàn toàn bình định. Tin tức truyền về kinh thành, lòng nhàn hết sức vui mừng. Phương Nghi bị bệnh nằm liệt giường, lúc này cổ họng nàng ta cảm thấy một vị tanh ngọt, nhưng sợ bị người khác nhìn ra điều bất thường, nên dành gắng gượng nuốt xuống, rồi nói lời cảm tạ với tiểu cung nữ phụng lệnh chăm sóc nàng với vẻ yếu ớt. Ở bên kia, hứa đinh nhược đang vắt khăn chợt dừng lại, rất nhanh sau đó đã điềm nhiên như không. Đợi sau khi tiểu cung nữ rời đi, nàng thong thả cầm chiếc khăn ướt trong tay ném cho nàng ta, cười khẩy nói: "Xem ra nhời của ngươi sắp chết hết rồi, còn mỗi ta được việc thôi." Trong khoảng thời gian này Phương Nghi đã chịu đựng quá nhiều khuất nhục mà bình sinh nàng ta chưa từng phải chịu, bây giờ mặc dù trong lòng vừa vội bừa giận, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Vẫn còn giả bộ, ngươi cho rằng mình lừa được người khác? thì có thể lừa được cả ta sao? Người chắc chắn là đồng bọn với đồ y. Hứa đinh nhược tiến lại gần nàng ta, nói gần ra từng chữ. Phương Nhi cười lạnh. Tùy Nghi nói thế nào thì nói, ta chỉ không ngờ rằng hứa đinh nhược cô nương lại thông minh đến vậy, ngay cả bệ hạ và văn võ bá quan cũng không sánh bằng. Làm sao hứa đinh nhược không biết nàng ta đang châm chọc mình, trong lòng hơi cáu, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhiều lời. Trong quy nàng không có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa hiện nay thái tử phi đã giao phó phải chăm sóc tốt cho Phương Nghi, thế nên hiện giờ nàng vẫn không thể đắc tội với nàng ta. Mấy ngày nay Đinh Nhược cô nương sống không tốt phải không? Người mà mình căm ghét lại một bước lên trời, trở thành nửa chủ tử của ngươi, e rằng dạo này không ít lần phải tức giận. Nhưng mà Đinh Nhược cô nương thông minh có thừa, ta nghĩ cuộc diện khó khăn trước mắt có lẽ sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi nàng ta thong thả nói. Sắc mặt hứa đinh nhược trở nên khá khó coi, nhưng vẫn cãi bướng. Ngươi cho rằng nàng ta có thể làm được gì? Lúc này lương đệ nương nương việc bận cuốn thân nên mới tạm thời thuận theo nàng ta, đợi nương nương hết tháng ở cữ thì nàng ta sẽ đẹp mặt thôi. Chỉ ít lúc này nàng ta còn đang được sùng ái, muốn giết chết ngươi còn dễ hơn về chết con kiến. Hứa đinh nhược tái mắt, biết nàng ta nói không sai thấy nàng ta đang sợ hãi, Phương Nghi mới dịu dòng. Tình hình của ta ngươi cũng biết đấy, sau lần trọng thương này ta nhìn thấu tình người ấm lạnh, nếu như cô nương muốn tranh lên đầu, ta nguyện giúp cô nương một tay, chỉ hy vọng sau này cô nương có tiền đồ rồi, dù thế nào cũng cho ta một chốn yên thân. Hứa Đinh Nhược híp mắt lại, thật lâu sau mới nói. Ta phải suy nghĩ thêm đã. Thấy nàng ta không từ chối, Phương Nghi biết nàng ta đã đồng ý, đoạn cười khẩy dõi theo bóng lưng của nàng ta. Hứa đinh nhược, hứa, nàng ta quả thật gánh không nổi cái họ này, nếu không phải tin vào khả năng của Hoàng Thúc, chú ruột, nàng thực sự sẽ nghi ngờ một kẻ ngu xuẩn như thế này, liệu có thể gánh được mệnh cách của gà mái gáy lúc dạng đông, sao? Sao, gà mái gáy lúc dạng đông, thành ngữ, một người phụ nữ chiếm đoạt quyền lực, phụ nữ can thiệp vào triều chính. Đáng tiếc cho vị kia, nếu vị đó không chết yểu, làm sao đến lượt cái mặt hàng thứ phẩm này. Trường 56, Huynh say rồi. Tin tức đại thắng Tây Nam truyền về, trong lòng đường quân giao vô cùng vui mừng. Nàng biết có người ấy ở đó, sẽ chẳng có thành trì nào không công phá được, cũng không có trận chiến nào không thắng. Ngũ công chúa thấy bộ dạng hớn hở ra mặt của nàng, không khỏi cười trêu. Lần trước phụ thân muội thăng chức, ca ca muội trúng cử, ta cũng không thấy muội vui như thế lần này tiểu hạ tướng quân đánh thắng vài trận mà đã vui đến mức độ này, muội nói thật với bản công chúa đi, có phải muội nhìn chúng tiểu hạ tướng quân người ta rồi không? Giao giao còn lâu mới nhìn chúng đình ca nhé. Ngươi không được nói vớ vẩn, không được nói vớ vẩn. Ngôn vũ không vui trợn mắt với nàng ta. Đường quân giao không thèm nói chuyện bậy bạ với nàng ta, nàng chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn và nói. Người ta còn nhỏ lắm, không hiểu tỷ đang nói cái gì diễn vây tiếp tục diễn cho bản công chúa lần này tiểu hạ tướng quân lập được đại công chắc chắn phủ hoàng sẽ thăng chức cho hắn đợi sau khi hắn trở về khẳng định sẽ có hàng đống nữ tử muốn gả cho hắn nếu muội không ra tay trước để chiếm lợi thế đến lúc đó chỉ sợ khóc cũng không còn kịp nữa đâu mũ công chúa hừ nhẹ rồi véo thật mạnh lên má nàng đường quân giao gạt tay nàng ta ra không đường véo mặt muội còn nói muội hử hoàng hậu nương nương đang tuyển phò mã cho tỷ kia kìa tỷ cho rằng muội không biết chắc ngũ công chúa lờ đi nói tuyển phò mã cũng chẳng phải chuyện gì to tát gọi mọi người đến đây để bản công chúa nhìn qua bản công chúa nhìn thấy ai thuận mắt thì chọn luôn người đó đây là chuyện đơn giản dễ dàng siết bao làm thế nào mới khiến tỷ thuận mắt đường quân giao tò mò hỏi ưa nhìn ánh mắt ngũ công chúa sáng lấp lánh Đường quân giao. Hóa ra là vậy. Nàng còn nhớ phò mã đầu tiên của Ngũ công chúa ở đời trước, chính là nhị công tử của phủ Khác Tịnh bá, hắn là một mỹ nam có tiếng ở trong kinh, hóa ra hắn được Ngũ công chúa chọn là nhờ khuôn mặt kia sao? Nhưng nếu chỉ chọn vì ưa nhìn, ngộ nhớ phẩm hạnh của hắn không tốt há chẳng phải hồng bét sao? Nàng cảm thấy mình cần phải thay đổi quan niệm chỉ nhìn tướng mạo để chọn bạn đời của cô nương khờ này. Ngũ công chúa lại vui vẻ cười nói. Đúng là ngốc nghếch, ta là công chúa, là cô nương tôn quý nhất nhất trên đời. Ta nhìn chúng hắn, chính là vinh hạnh của hắn, nếu không thích hoặc nhìn chán rồi, chỉ việc bỏ rồi tìm người mới là được, làm sao lại hỏng bét chứ. Đường quân giao. Đúng, cô nương khờ này là công chúa, là cô nương tôn quý nhất nhất trên đời, nàng ấy vốn buông thả, ai hỏng bét cũng không tới lượt nàng ấy hỏng bét. Ở đời trước, cô nương khờ này quả thực đã sống một cách vô cùng tùy tiện, khoa trương, lúc chưa xuất giá, nàng được cha mẹ cao quý bậc nhất trên đời chiều chuộng, khi xuất giá lại được huynh trưởng cao quý bậc nhất trên đời che chở, ngay cả sau khi nàng ta bỏ chồng hai lần, ngũ hoàng huynh của nàng ta cũng chưa bao giờ trách mắng nửa câu. Người đời ai cũng coi việc gả cho phu quân tốt, con cháu đầy sảnh là hạnh phúc mỹ mãn của cuộc đời nữ tử. Nhưng mỹ mãn hay không thì không nên là người bên cạnh nói, mà phải là suy nghĩ xuất phát từ đáy lòng mình. Nếu ngũ công chúa thật sự thích kiểu cuộc sống không câu nể, tùy tiện khoa trương, thì ai có thể nói cuộc sống của nàng ta không mỹ mãn chứ? Tự cho mình là đúng và muốn thay đổi quan niệm chọn bạn đời của nàng ấy mới thật sự là ngu ngốc. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng không nhịn được cười. Ngôn vũ nhìn nàng, lại nhìn ngũ công chúa thấy hai người đều cười rạng rỡ mặc dù không biết các nàng đang cười cái gì, nhưng để duy trì nhất quán nàng ta cũng cười ha ha. Trên đường trở về phủ, tâm trạng của đường quân giao rất tốt, lúm đồng tiền bên má hiện ra từ đầu đến cuối, ngôn vũ nhìn nàng như vậy cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Giao giao nhìn kìa, kia không phải chấn viễn tướng quân sao? Chính là vị ngày trước ngươi nói hắn một lòng với phu nhân ý đường quân giao đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nghe thấy tiếng hô sửng sốt của ngôn vũ trấn viễn tướng quân á nàng vừa hỏi vừa khẽ vén màn xe xuyên qua khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài nàng thấy trấn viễn tướng quân đỗ thành trung đang căng thẳng dìu một nữ tử lạ mặt đang mang thai lên xe ngựa người kia dường như không phải phu nhân của hắn thì phải ngôn vũ hỏi trong mơ hồ đường quân giao buông rèm cửa xuống giọng điệu châm biếm. Người kia quả thực không phải đỗ phu nhân, e rằng vị tướng quân si tình này cuối cùng đã không chịu nổi cô quạnh rồi. Ngày hôm qua, nàng còn được nghe trịnh nhiên, người qua lại thân thiết với đỗ hạnh thường, sau khi trở về từ phủ trấn viện tướng quân nói rằng đỗ tướng quân rất chu đáo, săn sóc phu nhân, hậu trạch của phủ tướng quân cũng rất vắng vẻ trật tự với vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ hôm nay nàng đã nhìn thấy vị đỗ tướng quân này săn sóc cho nữ tử khác hơn nữa nữ tử này còn đang mang thai có khả năng cao đây chính là cốt nhục của hắn cái này nói rõ điều gì nói rõ rằng vị đỗ tướng quân này mặc dù không nạp thiếp nâng thông phòng nhưng lại xếp đặt ngoại thất ở bên ngoài và lại nhìn trông thời gian cũng không ngắn ngôn vũ tặc lưỡi hắn làm vậy không phải lừa người sao nếu đỗ phu nhân biết sẽ thương tâm siết bao Giọng nàng ta bỗng nhiên dừng lại, cũng không biết nhớ đến cái gì mà vẻ mặt bỗng nhiên trở nên mê man. Đường quân dao không chú ý đế vẻ khác thường của nàng ta, chỉnh lại lọn tóc rơi trước ngực, không để ý nói. Thương tâm là điều khó tránh khỏi, nếu vị kia quả thật hoài thai của đỗ tướng quân, e rằng thứ chờ đợi đỗ phu nhân không chỉ thương tâm thôi đâu. Ngôn vũ lơ đỉnh đáp lại, sau đó liếc nàng một cái thật nhanh rồi quay mặt đi, đôi mày khẽ trao lại, vẻ mặt là nỗi buồn dầu nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi trong đầu nàng ta bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng, dự vương đang dìu một nữ tử lạ mặt cũng có một cái bụng to, còn mình ở trong mơ hình như đang rất buồn. Có cần nói cái này cho giao giao không? Lần trước nói với nàng chuyện trong giấc mơ kia, nàng trở nên rất đáng sợ, còn nắm cổ tay của mình đến phát đau nữa. Thôi đi thôi đi, tốt hơn là không nên nói với nàng ấy, nếu nàng ấy lại tức giận thì giờ rồi. Nghĩ thông suốt điều này, nàng ta càng mím chặt môi, nhưng mà suy cho cùng vẫn cảm thấy trột dạ, ánh mắt đảo khắp nơi trong thùng xe nhưng không dám đối mặt với người bên cạnh. May thay lúc này đường quân giao cũng không chú ý đến nàng ta, cho nên không hề phát hiện ra điều bất thường. Quay về phủ, theo thói quen đường quân giao đang định đi thỉnh An Nguyễn Thị thì phát hiện ra bầu không khí trong phủ có chút khác thường. Khi nàng đi qua thư phòng của đường Tùng Niên con nhìn thấy một vài hạ nhân đang khiêng cửa phòng đi. Con cửa phòng hình như bị thứ gì đó đâm sập. Đi thêm một đoạn nữa, nàng lại thấy vài thị nữ của đại phòng đang vội vã bước đi. Sắc mặt vô cũng xấu. Cô nương! Nàng đang đi vào viện của Nguyễn Thị thì thấy Lam Thuần vội vàng ra đón trong nhà xảy ra chuyện gì vậy nàng thuận miệng hỏi ngôn vũ công tò mò nhìn về phía lam thuần lam thuần ngó trái ngó phải sau đó kéo cô nương nhà mình sang một bên nhỏ giọng nói lúc này lão gia phát cáo còn muốn đuổi biểu cô nương đi bây giờ vẫn đang rất tức giận phu nhân đang khuyên ngài ấy phụ thân đang bình thường tại sao lại muốn đuổi người đường quân giao lấy làm lạ nghe nói biểu cô nương chưa được sự cho phép của lão gia đã tự ý vào thư phòng, sau đó bị lão gia đá một phát ra ngoài. Các thím đều nói, e rằng biểu biểu cô nương muốn trèo lên giường nhân lúc lão gia say, nhưng nàng ta nào biết lão gia hoàn toàn không say, vì thế mới không thể thực hiện được. Làm thuần càng nói càng nhỏ. Đường quân giao kinh ngạc khẽ nhách môi. Cho nên Trần Ngưng Trinh kia không nhìn chúng đỉnh ca tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mà nhìn chúng lão già nhà nàng hai mắt nàng ta phát triển kiểu gì vậy? Nàng ta lúc nào cũng thích tìm nương nói chuyện, hơn nữa còn ngồi cùng nương tận mấy canh giờ, nàng ta làm vậy là để được gặp lão già nhiều hơn sao? Nàng không ngờ rằng, lão già đã từng này tuổi rồi mà vẫn có thể khiến cho cô nương người ta phải phương tâm ám hứa, sao, với mình, thậm chí còn khiến cô nương người ta không ngại thiệt nhảy tót vào lòng hắn. Sao, phương tâm ám hứa, là một vị đại gia khuê tú nhìn chúng một vị nam tử, không thể can đảm nói yêu, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Đem tâm của mình trở thành phương tâm, âm thầm gả cho ý trung nhân của mình. Đá một phát ra ngoài, còn hỏng cả cửa. Lão già này quả nhiên không có một chút lòng thương hương tiếp ngọc nào cả. Bỗng nhiên nàng này ra ý nghĩ trêu đùa, rồi nhìn sang Lam Thuần và thị nữ bên cạnh Nguyễn Thị làm động tác im lặng, sau đó xách vạt váy gión ra gión rén đi tới bên cửa sổ, vảnh tay lắng nghe động tĩnh bên trong. Phu nhân nhìn nè, ta vẫn sạch sẽ tinh tươm, ta không hề để nàng ta đụng tới nửa đầu ngón tay, cũng không hề vi phạm lời hứa với nàng. Đường tùng niên nắc rượu, con mắt mịt mờ hơi nước, nhưng vẫn nhớ khoe thành tích với phu nhân. Nguyễn Thị dịu dàng giúp hắn lau mặt. Biết rồi, thiếp biết phu quân xưa nay là quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, nguyễn như được gả cho phu quân như vậy là phúc phận lớn nhất đời này. Vốn dĩ đường đại nhân vẫn còn có chút tỉnh táo, nhưng bây giờ thì hắn đã say hoàn toàn rồi, hắn nũng nịu cọ sát trong lòng thê tử, nhân tinh dù sao cũng là nhân tinh, sao? Lúc này vẫn không quên nói vài lời ngon tiếng ngọt. Ta cũng vậy. Có thể lấy được một phu nhân ôn nhu hiền thục, lại sinh được hai đứa con thông minh lanh lợi như Châu Ca và Bảo Nha, chính là phúc phận lớn nhất đời này. Sao, nhân tinh, mình giữ nguyên từ này vì nó nghĩa nó khá sâu. Là những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt. Nói xong lại nấp thêm cái nữa, đoạn bổ sung thêm một câu. Ngoài mẫu thân, phu nhân và bảo nha ra, những đứa tử khác trên đời ta đều không để vào mắt thiếp tin phu quân. Nụ cười trên mặt Nguyễn thị càng thêm ấm áp. Đường quân giao ở bên ngoài cửa sổ ớn lạnh, toàn thân đều nổi da gà. Đều là phu thê già với nhau cả rồi mà nói mấy câu buồn nôn còn đỉnh hơn cả người trẻ tuổi. Tuy là như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy rất ngượng mồ. Tùy tiện, phóng túng của Ngũ công chúa là một loại mỹ mãn đôi phu thê trong phòng dịu rất nhau trải qua quãng đời còn lại chẳng phải là một loại mị mãn khác hay sao? Tình cảm của lão gia và phu nhân thật tốt. Lam thuần nhỏ giọng nói. Đường quân giao khẽ cười, thấp giọng nói. Đi mau, chớ làm phiền bọn họ. Qua vài ngày sau, Đường Bách Niên tin chắc sự việc lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Đường Tùng Niên ngay cả câu không đưa người đi thì tam phòng sẽ dọn ra ngoài mà hắn cũng nói ra được, nên hắn ta không dám chỉ hoãn, vội ép tiền thị và nhi tử Trần Quảng Lễ mau chóng gả Trần Ngưng Trinh đi. Mặc dù Trần Ngưng Trinh xuất giá vội vã, nhưng bởi vì tiền thị đã chuẩn bị cho hôn sự của nàng ta từ lâu, vì thế đã chọn được một vị quan nhỏ ở vùng khác, đối với Trần Gia mà nói thì cũng không tính là quá kém. Ngày Hạ Thiệu Đình chiến thắng trở về, hắn vẫn cưỡi chiên mã vào thành như cũ, xung quanh vẫn vang lên tiếng reo hô của bách tính, khi đi ngang qua một tiểu lầu nào đó ở dọc đường, hắn vô thức nhìn lên lầu hai, nào ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đó. So với hai năm trước, vẻ non nớt trên gương mặt đã giảm đi một chút, nhưng động tác ôm mặt lên hết ngay sau đó lại giống y đúc năm đó. Đình ca, đình ca. Quá đỉnh muội biết ngay là huynh chắc chắn sẽ làm được mà. Đại tướng quân, đại tướng quân. Trên mặt hắn chậm rãi nở ra một nụ cười, ánh sáng mặt trời chiếu lên khối giáp màu ngân bạch trên người hắn, làm ánh lên từng tia sáng chói mắt đồng thời cũng phản chiếu nụ cười nhạt tựa như ảo mộng của hắn. Cô nương, cô nương, hắn đang nhìn người kia, hắn đang nhìn người kia. Làm thuần kích động kéo cổ tay áo của đường quân giao. Đường quân giao cũng nhìn thấy, ngay sau đó kêu càng to hơn. Đình ca, Đinh ca. Tướng quân. Để ta nhìn, để ta nhìn, mau tránh ra ta cũng muốn nhìn. Chủ tớ hai người thi nhau chiếm lấy chiếc cửa sổ nhỏ hẹp, môn vũ gấp đến độ khua chân múa tay, dù phải vừa nhảy vừa kiễng cũng muốn thò đầu ra ngoài xem náo nhiệt. Lúc này đường quân giao làm gì dành để ý tới nàng ta, trong lòng trong mắt nàng tràn ngập nam tử trên người mặc quân trang tựa như thần thánh ngay sau đó nàng lại thấy nam tử oai hùng đắm chìm dưới ánh mặt trời kia đang từ từ giơ cánh tay lên và vẫy về phía nàng đôi mắt nàng mở lớn phấn khởi đến nỗi gương mặt đỏ cả lên càng hét to hơn tướng quân tướng quân tướng quân ai ôi lại không ổn rồi trái tim bé bỏng của ta tướng quân tướng quân tướng quân làm thuần cũng học theo nàng hét lên thật to Ngôn vũ ở phía sau hai người cũng thò cổ ra, đoạn nhảy nhót dữ rồi. Nhìn ta nè, mau nhìn ta đi, nhìn ta đi mà a. À. Đường Hoài Châu 17 tuổi che mặt, hắn không muốn tiếp tục nhìn đôi chủ tớ điên giống nhau này nữa. Nhìn tiểu cô nương không ngừng vẫy tay gào thét với hắn từ xa, độ cong khóe miệng hạ thiệu đình càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữ từ nọ nữ hắn mới quyến luyến thu lại ánh mắt nụ cười trên môi cũng tắt dần. Thân vệ Phạm Quảng bảo vệ phía sau hắn cuối cùng đã phát hiện dường như tướng quân đang nhìn gì đó, hắn dõi theo ánh mắt của tướng quân nhìn sang, nhưng chỉ thấy bóng dáng của những người dân đang chen chúc với nhau. Cô nương, không thấy nữa rồi. Làm thuần tiếc núi nói. Nhưng lúc này đường quân giao lại vô cùng hài lòng nàng không nghĩ rằng đình ca có thể nhận ra mình giữa biển người mênh mông ngoài kia nên nàng cảm thấy lòng mình vô cùng hạnh phúc, tưởng chừng như muốn bay lên. Ngôn vũ mất hứng vì không nhìn thấy gì cả, nàng ta tức giận chừng mắt với Lam Thuần. Đều tại nàng ta, nàng ta đã chiếm chỗ của mình, lần trước rõ ràng mình với Giao Giao cùng nhau đi xem đình ca dẫn binh vào thành, lần này lại bị nàng ta chiếm mất chỗ. Đáng ghét, Lam Thuần đáng ghét chết mất người nàng ghét nhất chính là nàng ta, lúc nào cũng tranh giao giao với người ta. Chẳng hiểu nổi muội phấn khởi như thế làm cái gì, có phải chưa thấy bao giờ đâu, cũng chả phải ngày sau không gặp nữa, đợi sau khi huynh ấy vào cung phụng chỉ xong, ta sẽ đích thân đưa muội đến phủ nhìn huynh ấy cho bó, không phải tốt hơn việc muội ở bên ngoài vừa thét vừa nhảy cùng với nha đầu điên này hay sao? Đường Hoài Châu không hiểu nổi suy nghĩ của muội muội, hắn chỉ cảm thấy nha đầu này thật sự điên rồi cứ cho là người không quen biết đã đành, nhưng con bé rõ ràng quen biết người kia, có cần phải nóng lòng tới xem đến vậy không? Xem thì cứ xem, còn vừa hét vừa nhảy như cái đứa chưa trải sự đời kia làm gì, thật là bẽ mặt. Đường quân giao hừ nhẹ. Con mọt sách như huynh sẽ không hiểu được đâu. Chỉ có vào lúc này, nhìn một người ở dưới cái nhìn chăm chú của muôn người, trên người khoác khối giáp, cưỡi ngựa chiến trở về trong những tiếng gieo hò liên tục không ngừng nàng mới cảm thấy được bản thân mình chỉ có thể trốn trong bóng tối ở đời trước cuối cùng đã có cơ hội bước ra một cách thoải mái tự nhiên gieo hò cùng với những dân chúng xa lạ hét lên thật to những lời tôn sùng mà nàng dành cho người đó những con mọt sách như tiểu đượng đại nhân đương nhiên không thể hiểu được rồi vẻ mặt của đường hoài châu đầy bất lực thế thì đường tam cô nương bây giờ người cũng nhìn thấy rồi Gọi cũng đã gọi rồi, nhảy cũng đã nhảy rồi, chúng ta có thể đi về chưa? Nếu để nương biết ta lén đưa muội ra ngoài, chắc chắn ta sẽ bị mắng cho một trận. Đường quân giao cười hi hi nói. Sợ cái gì, có phải huynh chưa bị mắng bao giờ đâu? Đường Hoài Châu tức giận nói. Không phải mắng muội, muội chả nói vậy. Đi đi đi, nhân lúc nương chưa về phủ chúng ta phải nhanh chóng trở về, nói không chừng còn có thể giấu được không được không được muội còn phải đến phòng sách hải đường để mua cho mũ công chúa quyền tiểu thuyết mới ra lò nữa tỷ ấy đã hối muội nhiều lần lắm rồi giờ còn không mua sẽ bị tỷ ấy lải nhải một trận cho xem đường quân giao nói đường hoài châu càng thêm bất lực được 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 chúng ta đi vòng đến phòng sách hải đường mua tiểu thuyết rồi mới quay về lúc này đường quân giao mới hài lòng ôi đợi ta với Ngôn vũ thấy đôi huynh muội dẫn theo Lam Thuần rời đi, gấp đến độ gào to, phi thân đuổi theo, trong lúc không cẩn thận nàng ta đã vô tình đâm trúng một kẻ say rượu ở ngoài cửa rồi cứ thế xuyên qua cơ thể kẻ say kia. Hôi quá! Hôi chết mất! Xông vào mũi là mùi rượu nồng nặng, nặng mùi tới mức đầu óc nàng ta quay cuồng cả lên, xong nàng ta vội vàng bóp mũi lại rồi đuổi theo hướng đôi huynh muội đường thị rời đi. Ôi chào! đừng đi nhanh thế mà, giao giao đợi ta với. Tuy mặt tiền của phòng sách Hải Đường không tình là lớn, nhưng lại là một trong ba phòng sách được yêu thích nhất kinh thành. Hai năm trở lại đây đã phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, mờ hồ có xu thế áp đảo hai nhà kia. Tiểu thuyết bán trong tiệm đứng đầu kinh thành, nó thu hút rất nhiều người đam mê thường xuyên đến đây hốt vài quyền. Tác giả mà ngũ công chúa thích hình như tên là cư sĩ Miễn Đàm, đúng là một cái tên kỳ quái huynh giúp muội tìm đi đến phòng sách đường quân giao phân phó sắc mặt đường hoài châu trở nên kỳ lạ cư sĩ miễn đàm muội chắc là cái tên này chứ đương nhiên chắc chắn nhận cái tên hiếm lạ cổ quái như vậy sợ là cũng chẳng có mấy người đường quân giao không thèm quay đầu mà trả lời luôn tại sao lại là sách của cư sĩ miễn đàm ta không thích hắn đổi người đi Ngôn vũ khó khăn lắm mới đuổi theo kịp, phàn nàn nói. Đường quân giao làm như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu vào đống sách lật tìm. Gần đây ngũ công chúa say đang say mê tiểu thuyết của cư sĩ miễn đàm, ngày nào cũng lải nhải bên tai nàng, không ngừng nói chỉ có tác giả viết được câu chuyện ngoát ngoéo, rung động lòng người như vậy thì mới thực sự là một kỳ tài mốt trời, chắc chắn sẽ nổi tiếng trong tương lai ban đầu nàng không thèm để ý nhưng dần dần cũng bị nàng ta gợi lên lòng hiếu kỳ sau đó nàng cố ý cầm tác phẩm của cư sĩ miễn đàm lật xem một lần sau khi đọc xong chỉ có một cảm nhận quả thực là phá cách ví dụ có một câu chuyện như thế này có chàng thư sinh nghèo khó khôn đốn vì trong túi nhãn tiền vì thế hắn buộc phải thuê nhà ở nơi ma quỷ lộng hành hồ yêu đa tình hóa thân thành nữ tử quyến rũ động lòng người đêm đêm đến bầu bạn với hắn hai người trải qua những ngày ân ái triển miên, rồi một ngày kia thư sinh có tên trên bảng vàng, hắn được tể tướng đương triều nhận làm con rể, khi hay tin mình sắp được thành hôn với thiên kim tướng ra chàng thư sinh vui đến nỗi ngửa mặt lên trời cười lớn, cười mãi cười mãi thì chết luôn. Đường quân giao cảm thấy, có thể viết một câu chuyện rất tầm thường thành một câu chuyện phá cách như thế, vị cư sĩ miễn đàm kia cũng rất tài ba sắc mặt của đường hoài châu ngày càng kỳ lạ hắn kéo lấy muội muội không cần tìm nữa đâu sau khi trở về ta sẽ bảo hắn tặng muội quyền mới ra đường quân giao sừng sốt ngây người huynh biết hắn hả biết chứ biết chứ chẳng những ta biết đến cả muội cũng biết đấy đường hoài châu nói với vẻ bất lực muội cũng biết á đường quân giao mở to hai mắt ngay cả ngôn vũ cũng tò mò bay tới phấn khích hỏi là ai là ai vậy? Cư sĩ miễn đàm là ai? Lam Thuần cũng tò mò dựng lỗ tai tay lên nghe. Ngoài tam ca của muội còn có thể là ai? Đường Hoài Châu thở dài. Hả? Là huyết ấy á? À? Lần này đường quân giao thật sự là vô cùng bất ngờ, nhưng rồi nghĩ kỹ lại, đường hoài miễn, miễn hoài đường, miễn đàm. Rất tốt, quả nhiên là miễn đàm. Sao Đường Miễn và Miễn Đàm có cùng cách phát âm với nhau? Muội không biết Tam Ca còn có tài năng như vậy, nhị Bá phụ thật sự đã đổ oan cho huynh ấy rồi. Nàng thổn thức nói, năm ấy Đường Hoài Châu lại lần nữa thi rớt, đến nay vẫn chỉ là một tiểu tú tài. Việc này đã khiến cho Đường Trương Niên, người luôn kỳ vọng vào hắn, phải tràn ngập thất vọng. Nhưng mà lần đó không chỉ có Đường Hoài Miễn rớt bằng vàng ngay cả trường tử đường hoài hưng tài tử của đại phòng cũng bại trận trên trường thi, đến cả ba bảng đồng tiến sĩ đều không đầu. Tiểu đường đại nhân thì ngược lại, hắn giành được vị trí chót bảng nên vừa khéo trúng cử, đó xem như là sự kiện đáng mừng duy nhất. Nếu đã tìm được tác giả, vậy thì sau này muốn biết hắn lại ra tiểu thuyết gì mới sẽ dễ xử lý hơn nhiều, mỗi ngày vào cung nàng cũng không phải bị ngũ công chúa thúc giục ra ngoài một chuyến nữa. Lúc hai huynh muội quyết định lên xe hồi phủ, đường quân giao đang chuẩn bị vịn tay huynh trường để lên xe ngựa thì chợt nghe thấy một giọng nói khiển trách có phần quen thuộc truyền từ phía trước đến. Ai là tỷ tỷ của hắn? Ngươi đừng có mà tùy tiện nhận quan hệ. Nàng đưa mắt nhìn lên, nhận ra nữ tử kia chính là Đỗ Hạnh Thường, còn đứng trước mặt Đỗ Hạnh Thường là một vị phu nhân trẻ tuổi, trong lòng phu nhân kia đang ôm một bé trai chừng một tuổi. Ồ! kia chẳng phải thai phụ được chấn viễn tướng quân diều khi đó sao? Đứa con đã lớn thế này rồi ấy hả? Ngôn vũ tinh mắt nhận ra phu nhân kia, vẻ mặt sửng sốt nói. Mọi người trong kinh thành đều biết chấn viễn tướng quân nuôi ngoại thất ở bên ngoài và sinh được một nhi tử, chỉ có đỗ phu nhân và huynh muội phùng duy lượng là không biết gì thôi. Nhưng mà trong cái điều bộ này, có vẻ có người nóng lòng muốn cho bọn họ biết đến sự tồn tại của hai mẫu tử mình rồi đường hoài châu khó nén được vẻ trào phúng đường quân giao cũng nhận ra phu nhân kia phớt lờ nói huynh quan tâm các nàng mưu toan chuyện gì làm chi dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta nói cũng đúng đường hoài châu gật đầu buông thõng màn xe rồi ngồi bên cạnh phu xe nói lên đường về phủ thôi lúc này phùng duy lượng đang ngồi trong thuyền hoa tìm kiếm niềm vui Hôm nay đại tướng quân của triều đình thắng trận trở về, hắn bực mình khi lại nhìn thấy dân chúng đang gieo hò với Hạ Thiệu Đình, cho nên hắn đành tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn tâm tình. Ha ha, lần này tên tiểu tử ngươi coi như vừa làm huynh vừa làm phụ thân phải không? Phủ trấn Viễn tướng quân có đại công tử chân chính rồi, đại công tử giả như ngươi cũng nên, cũng nên nhường chỗ cho Hiền Đệ rồi. Khi đã uống say tí bỉ, hắn nghe thấy bạn bè nói trong cơn say, đại công tử chân chính gì cơ hắn đã uống say nên hơi mơ hồ trong lúc nhất thời không chuyển hóa được ý trong lời chính là nhi tử của ngoại thất phụ thân ngươi đấy không thể nào không thể có việc này phùng duy lượng giật mình tỉnh táo tức thì sao phụ thân vẫn sinh được con năm đó chính tay hắn đã bưng thuốc cho ông ấy uống một ngày uống hai bát đã cắt đứt khả năng có con của ông ấy từ lâu người bạn kia cho rằng hắn không tin cười nói ta lừa ngươi làm gì nếu ngươi không tin thì tự đi mà nhìn nghe nói thằng bé đó sắp tròn một tuổi rồi nhìn trông trắng trẻo đáng yêu được đỗ tướng quân triều chuộng vô cùng nhưng mà cũng đúng không phải máu mủ ruột thịt của mình mà còn thương được bao nhiêu năm máu mủ của mình còn không cưng lên tận trời sao không không thể nào không thể có chuyện này phùng duy lượng không thể tiếp tục kiềm chế được nữa đẩy ban kỹ bên cạnh ra rồi vùng vẫy đứng dậy, vội vàng rời đi. Trong ngự thư phòng, thiên hy đế vui mừng nhìn thiếu niên anh dũng ngày càng cao lớn, rắn giỏi. Đây chính là thanh bảo kiếm hắn tự mình mài rũa chạm trổ, không bao lâu nữa hắn sẽ vì chính mình, vì đại tề khuếch trương bỡ cõi. Chấm nhớ năm nay ngươi cũng 19 tuổi rồi nhỉ. Nam Nhi thành gia lập thất, người cũng đến tuổi nên lấy vợ sinh con rồi đấy. Ông vuốt tròm dâu, mỉm cười nói, đột nhiên hỏi. Ngươi thấy ngũ công chúa thế nào? Ta gả con bé cho ngươi nhé. Ngươi thấy sao? Hạ thiệu đình sững sờ, hắn không nghĩ rằng ông ấy lại đột nhiên nói đến chuyện hôn sự của mình, vội nói. Ngũ công chúa rất tốt, chẳng qua bây giờ thần không có ý định lấy vợ cho nên không dám lỡ dở công chúa. Ngữ khí của hắn chân thành, không hề có ý đùn đầy hay lấy lệ, thiên hy đế bất lực. Sao có thể không thành thân? Thôi được, dù sao vẫn còn một năm nữa, người để ý nhiều chút, nếu nhìn chúng cô nương nhà nào, chấm sẽ làm chủ và ban hôn cho các ngươi. Đa tạ bệ hạ. Vẫn là một câu nói cảm tạ đơn giản, nhưng lại làm cho nụ cười trên mặt thiên hy đế nồng hơn. Tên tiểu tử này không thích nói chuyện, nên những lời hắn nói ra nhất định là nói thật, thành thật mà nói đây cũng là điều ông tán thưởng ở hắn được rồi dù sao trong phủ ngươi cũng chẳng có người thân nào đợi ngươi quay về nên cứ ở lại trong cùng dùng thiện cùng chấm rồi hắn về thiên hy đế lại nói vừa nói dứt lời ông đã nhìn thấy chàng thanh niên mím cánh môi mỏng trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua e rằng không thể lát nữa thần phải đi dự tiệc thiên hy đế bật cười hỏi đùa không biết người nào có vinh hạnh mời được hạ đại tướng quân vậy hạ thiệu đình hơi ngượng ngùng trả lời là một người bạn thuở nhỏ à thiên hy đế biết hóa ra người hẹn là nhi tử của đường tùng niên tên tiểu tử này thích yên tĩnh trước giờ độc lai độc vãng chỉ qua lại với nhi tử của đường tùng niên mà hắn quen biết lúc nhỏ chuyện này ông đã biết từ lâu bạn bè quen biết lúc còn nhỏ suy cho cùng tình cảm vẫn thuần túy, chân thành hơn, chả trách hắn lại quý trọng như vậy. Đường quân giao đã sớm biết hôm nay Hạ Thiệu Đình sẽ đến nhà nên đã cáo từ ngũ công chúa từ sớm. Nàng vội vã trở về phủ, khi chạy tới viện của huynh trường thì nhìn thấy hai người đường Hoài Châu và Hạ Thiệu Đình đã uống tới mức ngã trái ngã phải. Sao uống nhiều rượu vậy chứ? Nàng bước nhanh đến, cau mày nói. Đường Hoài Châu nấc lên một cái, giọng điệu có chốt đắc ý yên tâm ca ca của muội còn lâu mới say người say là huynh ấy kìa ta cũng không say hạ thiệu đình dây thái dương nói chắc nịch đường quân giao chợt nói quân giao là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết mau nói quân giao là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết hạ thiệu đình đọc theo trong vô thức huynh say rồi đường quân giao khẳng định sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người đi gọi người tới. Đường Hoài Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn tốt hiếm khi thừa người ra. Hóa ra còn có thể phán đoán như vậy sao? Bảo Nha nhà mình thật là đỉnh. Của Chóp, chương 57, nhìn chúng hắn. Hạ Thiệu Đình cảm thấy vẫn nên tranh đấu vì mình một chút. Hắn không hề say thì sao có thể để cô nương người ta hiểu nhầm như vậy được. Nghĩ đến đây, hắn ngửa khuôn mặt ửng hồng nồng nặc mùi rượu nhìn về phía đường quân giao đang xoay người lại phân phó Lam Thuần chuẩn bị canh giải rượu, đoạn hắn nghiêm túc nói. Ta không say, thật đấy, không lừa muội đâu. Nghĩ giây lát, lại bổ sung thêm một câu. Nếu muội không tin ta, ta còn có thể múa kiếm chứng minh cho muội xem. Được được được, huynh không say, huynh còn múa được kiếm cho muội xem. Đường Hoài Châu, không được uống nữa. Huynh có gan thì nhấp nửa giọt nữa thử xem." Đường Quân giao dụ hắn cho có lệ, sau đó phóng mắt về phía huynh trường nhà mình lại thấy hắn đang cầm bầu rượu lên, rót đầy chén rượu định đưa vào miệng, nàng lập tức quát nhẹ. Đường Hoài Châu bị dọa sợ bởi âm lượng bỗng nhiên cất cao của muội muội, chén rượu rót đầy ấp trong tay nhoáng một cái, rượu đã tràn ra ngoài. Không uống nữa thì không uống nữa, làm gì mà phải to tiếng thế làm gì, làm ta giật thót cả mình hắn đặt chén rượu xuống với vẻ ngượng ngập rồi nhìn muội muội đang chuyển qua dỗ dành hạ thiệu đình lầm bà lầm bầm nói thế này là thiên vị nha đối xử với đình ca thì dịu dàng nhã nhặn còn đối xử với ta thì vừa lớn tiếng lại thêm cả uy hiếp rốt cuộc là muội muội nhà ai vậy chứ từ trước đến giờ huynh không nói dối bao giờ huynh không say bây giờ huynh múa kiếm cho muội xem bộ kiếm phát này là bệ hạ đích thân dạy cho huynh trong mấy năm ở tây địch đấy Hạ Thiệu Đình vừa nói, vừa đứng dậy nhưng ai dè lại bị đường quân dao đè bả vai, đành phải ngồi xuống lần nữa. Rồi rồi rồi, muội tin huynh không sai, đỉnh ca đỉnh ơi là đỉnh, còn lâu mới bị say dễ thế. Đường quân giao tốt tính dỗ dành hắn, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Múa kiếm đương nhiên vẫn múa được, chẳng qua cái huynh ấy múa lại là túy kiếm. Nói không chừng còn múa ra được một bộ túy quyền cũng nên. Đúng thật là, say rượu thì say rượu, có gì đâu mà không chịu thừa nhận, ta cũng có diễu cợt huynh đâu. Nàng lầu bầu, lại thuận miệng phân phó Lam Thuần đi dục nhà bếp, sao còn chưa mang canh giải rượu tới. Hạ thiệu đình dây Thái Dương, tin lời nàng nói là thật. Xem ra, phàm là lời nói của kẻ say đều khó lấy được tín nhiệm của người khác. Xem xem xem, uống đến nỗi đau đầu rồi hử. Giống y như cha muội hễ uống nhiều rượu là sẽ kêu đau đầu đường hoài châu huynh thử động vào bầu rượu nữa xem đường quân giao thấy động tác say thái dương của hắn thì cào nhau không ngừng chợt nàng bắt gặp huynh trưởng nhân lúc mình không chú ý mà lén lút duỗi tay cầm bầu rượu mày liễu của nàng lập tức dựng thẳng lại tiếp tục cào nhau một trận ta không định uống nữa đâu thật đấy chẳng qua ta thấy bầu rượu đong đưa giống như sắp đổ nên mới đưa tay ra đỡ thôi Đường Hoài Châu cảm thấy vô cùng oan uổng. Đường quân giao chừng mắt nhìn hắn, đoạn đi đến chỗ hắn cướp lấy bầu rượu rồi đưa cho Lam Thuần. Không được uống nữa. Đường Hoài Châu gật đầu lia lịa, vội nói. Không uống không uống rồi, thật sự không uống rồi. Nếu lại uống đưa muội đi mách cha đấy, muội sẽ nói cho cha biết lần trước huynh đi hoa tử uống rượu với người ta. Đường quân giao uy hiếp. Sắc mặt của đường Hoài Châu thay đổi đừng đừng đừng, tiểu tổ tông của ta ơi, muội ngàn vạn lần đừng nói với cha. Nói ra là sẽ xảy ra án mạng đấy. Và lại, chẳng phải lúc đó ta bị người ta lừa sao? Nếu ta biết là đến chỗ đó, thì đánh chết ta cũng không dám đi đâu. Đường quân giao hư khẽ, khinh thường nói. Ai bảo huynh ngốc, mà ngu mốc thì xứng đáng bị lừa. Hạ thiệu đình nhìn cô nương rõ ràng có gương mặt trông có vẻ xinh xắn đáng yêu, nhưng hết lần này tới lần khác ra vẻ hung dữ, một ý cười thoáng qua trong mắt hắn, lát sau, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cô nương, canh giải rượu tới rồi. Làm thuần đón lấy canh giải rượu từ hạ nhân rồi đặt nó trên bàn, nhắc nhở. Hứa quân dao đặt một bát ở trước mặt đường Hoài Châu, ra lệnh. Uống hết cho muội, uống không sót giọt nào. Sau đó nàng xoay người lại, bưng một bát còn lại tới trước mặt Hà Thiệu Đình dịu dàng dỗ dành. Đình ca, uống canh giải rượu nào, uống rồi đầu sẽ không đau nữa. Hạ thiệu đình không biết phải làm sao, giọng kiểu này giống như đang dỗ trẻ con vậy. Tuy là như thế nhưng hắn lại cảm thấy có một dòng nước ấm áp đang từ từ chảy vào trong tim, hắn ngoan ngoãn nhận lấy bát canh và đáp. Được. Bên cạnh, đường Hoài Châu vừa uống một hơi cạn sạch bát canh và đặt cái bát trống không xuống, thấy thế bèn cười chiêu ôi chua thật sự đỉnh quá đi tam cô nương nhà chúng ta cũng có lúc dịu dàng săn sóc như vậy cơ đấy đường quân giao chẳng thèm đếm xỉa hắn nói thế nào nàng vẫn nhìn chăm chú vào hạ thiệu đình không chớp mắt nhìn hắn uống cạn sạch bát canh hạ thiệu đình bị bạn tốt nói như vậy nên có hơi mất tự nhiên hắn muốn cách xa cô nương trước mắt một chút nhưng lại tham luyến cảm giác ấm áp mà nàng đem lại cho mình đặc biệt là ánh mắt khi nàng nhìn mình nó vừa chuyên tâm lại vừa ấm áp, khiến tim hắn đập loạn mấy nhịp, đoạn vội vàng cúi đầu che đi. Nhưng mà cũng khó trách, trong phủ hạ đại tướng quân vắng vẻ, đến cả một người thân thiết để hầu hạ cũng không có, quả thật có chút lạnh lẽo. Dù sao huynh cũng đến tuổi rồi, chỉ bằng lấy một người mà huynh vừa ý, để khi huynh quay về còn có người cùng huynh nói dăm ba câu. Nương đệ gần đây đặc biệt thích giúp người ta làm mai, hay là để đệ nhờ bà ấy lưu ý giúp huynh. Dù sao cũng nên ôn định việc cưới xin để sau này lúc uống rượu say cũng không đến mức ngay cả người đưa canh giải rượu cũng không có. Đường Hoài Châu không chút để ý, cười tít mắt nói. Đổ bao nhiêu nước cũng không chặn được cái mồm huynh. Đường quân giao không vui, hung dữ liếc nhìn hắn. Bản thân huynh cũng từng này tuổi rồi, sao không lấy một tẩu tẩu về đây cho muội đi? Huynh có muốn muội nói với nương, để bà ấy tự chọn một cô con dâu cho mình không? đường hoài châu sờ mũi coi như ta chưa nói gì đúng thật là sao hắn lại đã từng này tuổi rồi rõ ràng hắn còn trẻ lắm mà đường quân giao nhìn hắn hừ một tiếng lại quay đầu sang nói với hạ thiệu đình đình ca đừng để ý đến huynh ấy chút mấy chén canh vàng sao là cứ thích nói năng bậy bạ bây giờ e rằng vẫn chưa tỉnh táo lại đâu sao canh vàng ý chỉ rượu vàng dùng để mắng người nói chuyện khi đã uống rượu say. Đường Hoài Châu đưa mắt lên nhìn muội muội đang bôi nhọ mình, sau đó sợ hãi mà quay mặt đi chỗ khác. Được, muội nói cái gì thì là cái đó. Ngôn Vũ đang ngồi yên lặng ở bên cạnh vẻ mặt bỗng nhiên mơ màng, thật lâu sau, nàng ta từ từ đứng dậy, len lén nhìn về phía đường quân giao vẫn đang dỗ dành hạ thiệu đình, rồi nhân lúc nàng không chú ý mà lặng lặng rời đi lúc này toàn bộ tâm tư của đường quân giao đặt hết lên người hạ thiệu đình thậm chí ngôn vũ ra khỏi khóa trường mệnh từ lúc nào nàng cũng không hề hay biết nên cũng không chú ý tới sự rời đi của nàng ta ngôn vũ chạy tới phủ thượng thư dựa vào ký ức đi thẳng đến phủ dự vương sau đó tìm được thư phòng của dự vương năm ngoái dự vương triệu nguyên hữu chính thức truyền từ trong cung tới phủ dự vương chỉ là trong phủ đến nay vẫn không có nữ chủ nhân chính thức người trong nhà đều do hoàng hậu phái từ trong cung đến giúp hắn quản lý. Lúc này, dự vương đang chăm chú đọc sách, đọc một lát sẽ nhấc bút đánh dấu bên cạnh, thể xác và tinh thần chàng thiếu niên mặt mày ôn hòa đều tập trung vào trong sách, không hề hay biết đối diện với hắn lúc này là một con quỷ đang được mặt ra nhìn hắn. Ngôn vũ ngẩn ngơ nhìn chàng thiếu niên mặc áo gấm đang hết sức chuyên chú, đôi lông mày thanh tú trao chặt lại, mặt hạnh đẹp đẽ tràn đầy vẻ buồn rầu gần đây cảnh tượng này xuất hiện thoáng qua trong đầu nàng càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng rõ nét thậm chí có lúc nàng còn cảm thấy những cảnh tượng kia chính là dĩ vãng của nàng trong quá khứ nàng đã quên mất kia thực ra nàng có quen biết dự vương hơn nữa còn có quan hệ thân thiết cảnh tượng nàng nhớ lại càng ngày càng nhiều thì lòng hiếu kỳ về dự vương càng ngày nặng trong lúc đường quân giao không hề hay biết, nàng đã lén lút chạy tới phủ dự vương vô số lần. Thật ra nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì, mà chỉ muốn nhìn xem người luôn chiếm trọn hình ảnh trong tâm trí nàng, nhưng nàng càng nhìn thì càng thấy khổ, càng nhìn thì càng mờ mịt. Ngay lúc vừa rồi, khi nàng nhìn thấy giao giao đối xử dịu dàng săn sóc với đình ca đang say rượu, thì trong đầu cũng hiện ra khung cảnh nàng đang dịu dàng săn sóc cho dự vương đang say rượu hỏa quyên, mài mực. Dự vương phát hiện ra mực trong nghiên đã không đủ dùng, đầu cũng không ngừng thuận miệng phân phó. Ngôn vũ trả lời trong vô thức, say đó bay tới bên cạnh hắn, động tác thành thạo giúp hắn mài mực. Đợi sau khi nàng phát hiện ra bản thân đang làm gì, cả người thấy sợ hết hồn, nhưng động tác trong tay lại không thay đổi, vừa mài vừa nghĩ, ta làm sao thế này? Tại sao phải giúp hắn mài mực? rõ ràng hắn gọi hỏa quyên mà, với lại ta đã đồng ý với giao giao, không được sự cho phép của nàng ấy thì không được động vào bất kỳ thứ gì. Vừa nghĩ đến giao giao, nàng rốt cuộc đã dừng động tác trong tay lại, ảo não vỗ vào chán. Toi rồi, nếu giao giao phát hiện ta lén chuồn tới đây chắc chắn sẽ tức giận cho coi. Nghĩ đoạn, nàng không dám ở lại lâu, bèn quay người bay ra khỏi cửa. Bỗng nhiên dự vương cảm thấy mát lạnh, dường như bên cạnh có người đang nói gì đó hắn hơi sững sờ dừng bút lại đảo mắt khắp phòng một vòng với vẻ ngờ vực nhưng không phát hiện ra người nào lẩm bẩm một mình chẳng lẽ là do ta ảo thính thái từng nói đọc sách quá mức chuyên tâm mà còn đọc với thời gian dài thì đôi khi sẽ xuất hiện các loại ảo thính hoặc ảo giác cho nên hắn mới có suy nghĩ như vậy hắn định gác bút lên nghiên mực thì lại phát hiện ra trong nghiên mực vốn đã hết mực bỗng chốc lại đầy áp mực mới mai. Hắn sừng sốt nhếch khóe miệng, hắn nhớ lầm rồi sao? Hay là lúc nãy họa quyên đã vào mài mực giúp hắn? Mà hắn lại bởi vì quá chuyên tâm vào nội dung trong sách mà không phái hiện ra sự xuất hiện của nàng. Ngay lúc này, họa quyên bưng điểm tâm nóng hổi thơm ngọt bước vào cửa. Điền hạ, tầm cụi lâu như vậy cũng nên ăn chút đồ để lót dạ đi thôi. Hắn vội hỏi lúc nãy có phải nàng vào đây không họa quyên tưởng hắn hỏi lúc mình vào thu dọn phòng không chốt nghĩ ngợi trả lời luôn đúng vậy dự vương thở phào nhẹ nhõm quả nhiên họa quyên đã giúp hắn mài mực chẳng qua hắn quá mơ xê chuyên tâm nên không phát hiện ra mà thôi hắn cầm lấy đôi đũa họa quyên đưa cho tiện tay gắp một miếng điểm tâm cho vào miệng sau đó nghe thấy họa quyên đang giúp hắn thu dọn thư án hỏi với vẻ ngạc nhiên Điền Hà lại tự mình mài mực sao? Sao vẫn chưa dùng hết vậy? Hắn bị sặc ngay tức khắc, vội quay lưng lại ho sặc sủa, hỏa quyên dừng động tác trên tay, vội vàng đi tới giúp hắn thuận khí. Cho nên đúng phải là, lúc nãy nàng chưa từng vào đây mài mực cho ta sao? Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang vỗ lưng mình của hỏa quyên ra, dùng khăn sách để lau mồm rồi hỏi. Lúc nãy nô tỳ chỉ vào thu dọn phòng thôi, chứ chưa từng chú ý tới nghiên mực của điện hạ đã dùng hết rồi. Hoa quyên vội nói. Dự vương cảm thấy hoảng sợ, thật lâu không nói nên lời. Không phải mình, cũng không phải họa quyên, thế nước mực này ở đâu ra? Ai đã giúp hắn mài mực? Lúc nãy hắn dường như nghe thấy có tiếng nói, chẳng lẽ là người mài mực phát ra sao? Lòng hắn ngổn ngang trăm mối không lời giải. Sau khi biết chuyện này, dự vương nhận thấy rằng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình ví dụ như có lúc hắn vừa mới phân phó hạ nhân đưa thứ gì vào trong phòng trong chớp mắt đã thấy thứ đó được đưa đến nhưng hắn lại chẳng phát hiện ra dấu vết của bất kỳ người nào vào phòng lại có khi trong phòng rõ ràng chỉ có một mình hắn nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ nghe thấy như thể có ai đó đang nói chuyện bên cạnh mình hắn từng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và vểnh tay lắng nghe rồi nghe thấy giọng nói của một nữ tử xa lạ tuy rằng giọng nói đã cố tình kiềm nén nhưng nghe vẫn khá trong trẻo êm tai khiến người ta bất giác muốn đắm chìm vào đó cuối cùng có một lần khi giọng nói dễ nghe kia lại lần nữa xuất hiện hắn lấy thêm can đảm hỏi ngươi là ai mấy ngày này đều là ngươi giúp ta làm việc sao ngôn vũ bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho khiếp sợ a à, lên một tiếng đầy kinh hãi không chút nghĩ ngợi tông cửa xông ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tại sao? Tại sao? Tại sao dự vương có thể nghe thấy ta nói chuyện? Nàng điên cuồng túng tóc. Rõ ràng từ trước tới nay chỉ có giao giao mới có thể nghe được tiếng nói của nàng, cũng chỉ có nàng ấy mới nhìn thấy mình thôi mà. Dự vương chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, sau đó bất kể hắn có nói gì thì giọng nói kia vẫn thủy chung không xuất hiện, những chuyện kỳ lạ bên cạnh hắn cũng không xảy ra thêm lần nào nữa. Thậm chí mấy lần hắn còn cố ý bảo đám hạ nhân lui ra, lại cố tình giả vờ tập trung vào sách vở không màng những chuyện bên cạnh rồi phân phó họa quyên mài mực. Nhưng mặc hắn đợi bao lâu thì mực trong nghiên vẫn không hề đầy lên, hoàn toàn không có ai giúp hắn mài mực. Hắn thất vọng không thôi, trong lòng mơ hồ có cảm giác mất mạc lạ thường. Sao lại không đến nữa? vì trong lòng có khúc mắc nên hắn có chút phờ phạc, làm chuyện gì cũng lơ đãng, do đó bị tương vương giáo huấn vài lần, làm hắn càng thêm ủ rũ không thôi. Lại nói về ngôn vũ, nàng ta giấu đường quân giao đến phủ dự vương liên tiếp mấy ngày, lúc đầu còn lấy làm trột giả vì đã không nói với nàng ấy, nhưng số lần càng nhiều thì nàng ta càng trở nên thản nhiên. chí ít bất giờ nàng ta đã không còn cái kiểu không dám nhìn vào mắt đường quân giao như lúc đầu. Nhưng suy cho cùng nàng ta bản tính đơn thuần, lại thêm cảm thấy áy náy vì đã nói dối đường quân giao. Vốn nàng ta đã là chuyên gia lấy lòng, nay cấp độ tăng, vun vút như bão tố, dỗ dành đường quân giao đến mức nở ra hoa. Nàng ta tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ, nhưng đời trước đường quân giao ở trong cung nhiều năm, cái kiểu người đơn giản như một trang giấy trắng của nàng ta nhìn một phát là thấu, nhưng bởi vì nàng cũng hy vọng nàng ta có thể tìm lại ký ức cho nên mới vờ như không biết mỗi lần nàng ta lén lút chuồn đi. Lại thêm, gần đây ngũ công chúa lúc nào cũng cố ý ở trước mặt nàng nhắc đến nhà nào muốn gả nữ nhi cho tiểu hạ tướng quân, rồi lại cô nương nhà nào vô tình hay cố ý lắc lư trước mặt tiểu hạ tướng quân, nói tượng tận chi tiết đến nỗi chuyện bị mà cứ như thật. Mặc dù đường quân giao biết nàng ta cố ý đùa giỡn mình, nhưng nghe nhiều cũng từ từ lọt tai nhìn bộ dạng vẫn bất động như núi của nàng, ngũ công chúa chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục bồi thêm mổ câu. Hôn sự của Trịnh Nhiên lại thất bại rồi, tỷ ấy năm nay đã tròn 18 tuổi nên hôn sự gấp hơn so với mọi người, Trịnh Quý Phi và phu nhân của Trịnh Quốc Công đều nhìn chúng tiểu hạ tướng quân, hôm trước ta còn nghe thấy Trịnh Quý Phi thăm dò ý tứ của Phụ Hoàng, giống như có ý định bảo Phụ Hoàng ban hôn cho Trịnh Nhiên và tiểu hạ tướng quân đấy. Còn có gia ninh huyện chủ nữa, có phải mấy ngày này tỷ ta suốt ngày léo đéo trước mặt muội không? Chắc chắn là do tỷ ta biết nhà muội qua lại thân thiết với tiểu hạ tướng quân, nên muốn đi đường vòng đây mà. Ngũ công chúa thêm lửa. Vẻ mặt của đường quân giao cuối cùng đã dịu đi một chút. Mấy ngày gần đây, gia bình huyện chủ quả thật cố ý, tình cơ gặp được, nàng. Còn thỉnh thoảng sai người đưa quà tới cho nàng, hoặc là hẹn nàng đi ngắm hoa, đi đạp thanh, đi dạo cửa hàng các kiểu khi nàng rảnh rỗi không có việc gì làm cũng nhận lời đi mấy lần thật ra nàng cũng cảm nhận được gia bình huyện chủ đang nửa vời lấy lòng nàng hóa ra mục đích của nàng ta là muốn lợi dụng mình để làm quen với đình ca sao nàng nhíu hai hàng lông mày vẻ mặt tức giận người khác thì cũng được thôi nhưng gia bình huyện chủ này lòng dạ hẹp hòi cũng chẳng phải người lương thiện gì nàng ta hoàn toàn không xứng với đình ca hôm qua phụ thân còn hỏi ta thấy tiểu hạ tướng quân như thế nào, nếu ta thích thì sẽ hứa hôn với hắn, ôi chao, dọa ta phát sợ phát khiếp nè. Mặc dù tiểu hạ tướng quân cung xem như tuấn tú đấy, nhưng bản công chúa làm sao có thể hoành đao đoạn ái, sao, được. Ngũ công chúa khoa trương vẻ mặt tràn đầy chính khí của mình. Sao, hoành đao đoạt ái, đại loại là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào, công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác. Ngũ công chúa với đình ca. Ngũ công chúa sắp lại gần nàng, cười tít mắt. Nhưng mà, nếu tiểu đường đường thật sự không có ý gì với hắn, vậy bản công chúa cũng không ngại thu nhận hắn đâu. Bản công chúa càng nhìn càng thấy hắn khôi ngô, suy cho cùng đại tề cũng chẳng có được mấy người đã tuấn tú, lại tinh thông võ nghệ, vừa có chức vị cao, lại còn tuổi trẻ mơn mờn như hắn, dù sao cũng không thể để người khác chiếm hời được tuy vẻ mặt của đường quân giao vẫn bình thản nhưng ngực đã thắt lại. quen biết ngũ công chúa từ tuổi nhỏ nàng hiểu rõ phẩm hạnh của đối phương hơn ai hết vì thế lần này nàng không thể nói rằng đối phương không xứng với đình ca được nữa. trên thực tế bất kể hai người này so về tuổi tác hay diện mạo và thân phận thì đều môn đăng hộ đối thêm nữa thiên hy đế lại rất coi trọng đình ca chính vì thế ông mới muốn đính hôn nữ nhi mình dùng ái nhất cho hạ thần mà mình coi trọng nhất thật ra đó cũng là chuyện hết sức bình thường sau khi thấy vẻ mặt không chút thay đổi của nàng ngũ công chúa cảm thấy vô vị và nhột trí nên không muốn tiếp tục chiêu nữa và lúc nàng ta đang định đổi chủ đề thì nghe thấy giọng nói của chậm gì gì của tiểu nha đầu vốn luôn bất động như núi ai nói muội không có ý gì với huynh ấy lúc đầu nàng lấy làm sửng sốt sau đó lập tức vỗ tay cười ha ha. Ta biết ngay mà, cho muội diễn này. Bây giờ không diễn nổi nữa rồi hả? Mới tí tuổi đầu mà cứ học cái thói láo tăng nhập định, nếu để người ta giành trước đến lúc đó khóc cũng vô dụng. Đường Quân Dao bị nàng ta trêu ghẹo một trận, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi đỏ ửng, gãi mặt một cách không được tự nhiên. Lúc đầu nàng thật sự không hề nghĩ tới sẽ cùng người đó ra làm sao dù sao nàng đã từng ngưỡng vọng núi cao trăng sáng và nàng cũng đã từng lăn lộn nhiều năm trong hậu cung từ người đến trái tim của nàng đều không còn tinh khiết nữa bây giờ khi phải đối mặt với một người trong trắng như trăng sáng khiến nàng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm nhưng sau khi suy nghĩ lại nếu trời xanh đã cho nàng cơ hội để bắt đầu lại từ đâu tại sao nàng không chọn một con đường khác nghĩ thông suốt điều này cả người nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều da mặt tự khắc cũng dày lên, nàng cười rụt rè với ngũ công chúa, đứng dậy nói. Hôm nay huynh ấy phụng chỉ vào cung, bây giờ muội đi khéo lại có thể tình cờ gặp được huynh ấy, nhân tiện còn có thể xin huynh ấy đưa muội về phủ. Ngũ công chúa sửng sốt, tiếp đó lại cười ha ha một trận. Rất tốt, quả nhiên không hổ là tiểu đường đường của bản công chúa, nhắm chuẩn mục tiêu liền chủ động công kích. Muội yên tâm, bản công chúa là hậu thuẫn vững chắc nhất của muội nếu có ai muốn ra tay từ chỗ phụ hoàng ta sẽ giúp muội đánh trả về như vậy muội xin đa tạ công chúa điện hạ đường quân giao cười khanh khách sau đó cúi chào hành lễ với nàng ta có thể tránh được sự can thiệp của hoàng đế bệ hạ là tốt nhất ngôn vũ không cam lòng cắn khăn tay rồi nhìn đường quân giao đang cười tươi như hoa với vẻ mặt u oán giao giao có ý gì vậy nàng ấy thích đình ca không được không thể như vậy hay giao dao suy nghĩ lại đi đình ca chả tốt chút nào hắn lúc nào cũng không thích nói chuyện trông chẳng khác nào hồ lô bị bịt miệng không như a ngôn cùng ngươi nói chuyện giải sầu còn nữa còn nữa hắn lúc nào cũng thích sụ mặt giống như có ai nợ hắn mấy trăm lượng bạc không bằng như thế không tốt đối diện với khuôn mặt như thế sẽ rất buồn rất bực không giống a ngôn sẽ cười rất đẹp rất đẹp với dao dao Giao giao đừng thích hắn mà, hắn chả tốt tẹo nào. Ngôn vũ vẫn không từ bỏ ý định mà lại nhải suốt dọc đường. Nàng ta vắt hết óc suy nghĩ đình ca không tốt như này không tốt như nọ với ý đồ xóa bỏ suy nghĩ của giao giao. Đình ca có gì mà tốt, còn không bằng giữ vương cơ. Nhưng đường quân giao không thèm đếm xả tới nàng ta, khi trông thấy bóng dáng rắn giỏi của hạ thiệu đình từ xa, nàng lập tức bước thật nhanh về phía hắn đình ca đình ca dừng chân nghe tiếng gọi thì quay đầu lại đập vào mắt hắn chính là nụ cười đặc biệt rạng rỡ của người nọ nàng đang nhẹ nhàng bước về phía mình hắn ngẩn người bất giác khẽ cười quân giao hứa quân giao nở một nụ cười mình cho là đẹp nhất mặt mày cong cong giả bộ ngây thơ không hiểu chuyện mà nhẹ nhàng níu lấy cổ tay áo hắn giọng nói mềm mại thật khéo Huynh cũng muốn đi về sao? Đúng lúc muội cũng vậy, chi bằng chúng ta cùng đi đi. Theo bản năng, Hạ Thiệu Đình nhìn bàn tay mềm mại đang níu lấy cổ tay áo của mình, ngón tay mảnh khảnh như ngọn hành đã bóc làm nổi bật ống tay áo màu xanh than, trông nàng càng thêm trong sáng đáng yêu, làm người ta muốn nhéo một cái. Môn Vũ oán giận nhìn chồng chọc cái tay kia, sau đó lại trừng mắt với Hạ Thiệu Đình, bất mãn nói: "Này, Mau bỏ tay áo của ngươi ra, không được giả ngu, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi đang vui chắc. Giao giao là của ta, là của ta, ngươi không được phép có ý gì với nàng ấy. Quân giao muội muội. Giọng nói ngạc nhiên của dự vương từ phía sau hai người truyền đến, khiến ngôn vũ ngừng nói ngay lập tức. Nàng ta trột dạ thu mình phía sau đường quân giao, như thể sợ bị hắn nhìn thấy. Ngay sau đó nàng ta lại nhớ tới, đúng ha, hắn hoàn toàn không nhìn thấy mình mà. Nghĩ đến việc này, nàng thản nhiên hơn, nhưng vẫn hơi khó chịu trong lòng, bỗng lại sinh ra cảm giác ủ rũ. Dự vương điện hạ. Đường quân giao mẩn ra, cũng nở nụ cười với hắn theo thói quen. Hạ thiệu đình thấy niềm vui không che giấu được trên khuôn mặt dự vương, lại nhìn nụ cười trên mặt nàng, hắn giả vờ lơ đãng rụt tay lại, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo trong tay đường quân giao về phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn